nhiều năm qua, tình trạng phá rừng trái phép tại địa bàn vùng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh lân cận luôn diễn ra nóng bỏng. Đối tượng vi phạm tinh vi, manh động. Trong khi đó, vùng rừng bị xâm hại lại nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa, gây khó khăn cho công tác tuần tra xử lý của cơ quan chức năng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là những tang vật phá rừng, bao gồm xe máy, gỗ giáng hương, trâm xe, gõ đỏ. Được đội công tác liên ngành của tỉnh Lâm Đồng, gồm Chi cục Kiểm Lâm, Công an tỉnh phát hiện thu giữ mới đây. Tiểu khu 727 thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh, địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Khu vực phát hiện vụ việc nhiều năm nay được xem là điểm nóng phá rừng. Đơn vị chủ rừng công ty lâm nghiệp Tam Hiệp Di Linh khẳng định, công tác tuần tra bảo vệ vùng rừng giáp ranh lâu nay được đơn vị hết sức chú trọng. Tuy nhiên, do đây là địa bàn xa nên khó khăn trong ngăn chặn xử lý. Vùng rừng giáp ranh là riêng công tác quản lý rừng là rất phức tạp. Tại vì khi các cơ giáp ranh thì xa với đơn vị công ty, đặc biệt là vùng giáp ranh vùng xung cùng của xã Văn Sơn, công tác quản lý rừng đơn phương độc lập thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Khi mà mình phát hiện thì các đối tượng thường là nó qua cái địa bàn ranh bên kia thì nó cũng khó khăn cho công tác là ngăn chặn. Từ những vụ việc vừa và nhỏ đến những vụ phá rừng quy mô tại địa bàn rừng giáp ranh ở Lâm Đồng diễn ra nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Bên cạnh yếu tố khách quan thì vấn đề chủ quan của các đơn vị chủ rừng và ban lâm nghiệp các xã vẫn còn hạn chế. Ngoài địa bàn Di Linh, việc vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh ở Đam Rông, Bảo Lâm, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Oai diễn biến phức tạp cả về ngăn chặn lẫn xử lý. Về cái khu vực giáp ranh thì ở Đà Oai giáp ranh với huyện Đà Tẻ, huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh và Đồng Nai thì có huyện Tân Phú. Vì vậy việc phối hợp bắt giữ thì cũng khó khăn. Riêng phối hợp với ở huyện Đà Tẻ có các đối tượng thường xuyên dùng trâu lên để khai thác kéo về Đà Tẻ. Trâu thì đã được huấn luyện nên việc bắt giữ là cũng khó, vì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng chưa bắt giữ được các con trâu này. Rừng giáp ranh với Lâm Đồng gồm có 7 tỉnh bao gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Đồng Nai. Trong đó các điểm nóng nhất nằm trên các vùng giáp với tỉnh Bình Thuận trên 200 km, Ninh Thuận 75 km, Đắk Nông 60 km. Lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm khẳng định, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉ thị 30 của tỉnh ủy và kết luận 36 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công tác bảo vệ rừng nói chung, để quản lý rừng giáp ranh hiệu quả hơn, thì đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh quy chế phối hợp và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Chỉ đạo các địa phương, các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, ban lâm nghiệp xã, các chủ rừng và kiên quyết ngăn chặn tuần tra kiểm tra, không để những cái trọng điểm lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn từ gốc thì cái công tác xử lý, cương quyết xử lý là cũng được đặt lên hàng đầu. So với năm 1999, sau 15 năm diện tích rừng của tỉnh đã giảm 11%, tương đương với trên 100.000 ha, còn lại trên 532.000 ha với độ che phủ rừng trên 52%. Như vậy, việc bảo vệ rừng lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia giữ rừng, tăng cường tốt quy chế phối hợp với các tỉnh có rừng giáp ranh, thì chính trách nhiệm của các cấp các ngành của Lâm Đồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến giữ rừng giáp ranh hiệu quả hiện nay. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Minh, sinh năm 1988, trú tại thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm. Trước đó, vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 13 tháng 12, anh Nguyễn Công Minh cùng với anh họ là Nguyễn Xuân Hoàng đến chơi bi-a.